lũ kiếm tiền. Kiếm tiền thì đào tạo một đống nghiệp, xong rồi là lớn lên của cải này chia cho nó. Trời, trường hợp này gặp nhiều quá. Đem của cải vật chất đi chia, chia xong nó quay lại nói nè, cha mẹ không có công bằng gì hết trơn á. Của cải chia mà chia đứa kia nhà mặt tiền, chia tôi đường hẻm. Nhiều người kìa, te tôi vì cái chuyện chia, chia của luôn đó quý vị. Mà trong khi mình làm cực tạo nghiệp mà chia cho nó không vừa bụng. Mình nghĩ ủa sao kỳ cục cái chợ. Đúng là quan gia mà kêu buông, không buông được. Quan gia mà không buông được đâu à, tội nghiệp quan gia quá, thấy không? Đúng là quý vị thấy cái nợ mà thiếu người ta chứ quý vị. Nó làm cho mình cuồng chí. Còn người bên ngoài không có nợ thì mình thấy trời sao mày không buông đại đi. Không, không có buông được. Tại vì nó là nợ, mình không có nợ. Mình không có nợ thì nó nhẹ sờn à. Mà mình mà có nợ là mình buông không được đâu. Thiếu nợ là phải trả. Nên từ nơi đó mà nhiều bà già quý vị ở trong chùa mà ở còn không yên kìa. Ở trong chùa mà không yên. Đang ở trong chùa ngon lành vậy đó, nó đến biết dẫn đi đâu. Đi về ký giấy. Những đức nói từ bây giờ công chứng những đức hỏi hết rồi. Có cái dịch vụ công chứng người ta làm hết trơn. Cứ bỏ ra chút đỉnh tiền đi. Cứ cho nó bỏ tiền đi. Của cải của mình tạo ra nó phải bỏ ra một chút công để nó có đi. Ông bà già này ở chùa, nó cứ là lợi lần cái dịch vụ công chứng á, nhờ người ta làm giấy tờ hết đem vô đưa cho bà ký, mà mướn luôn cái người công chứng đi theo luôn, cầm giấy tờ theo rồi ký tên cái xong. Có dịch vụ đó luôn mà. Làm vậy đi. Chứ bây giờ ông bà già trong chùa mà nó lôi đi về trời ơi. Không, nghỉ, không cho về luôn. Đó, còn về thì về luôn. Nó hai con đường vậy đi. Thì chùa mình ổn liền quý vị. Nó bây giờ ở trong chùa mà còn không yên kìa, hôm qua có bà già bên kia. Con từ miền ngoài vô là cho mẹ con diện từng làm gì? Ký giấy. Nó thôi miễn đi. Về vô đây không chịu điện trước, điện trước hỏi người ta, người ta nói cho nghe. Còn vô đây rồi thì khỏi cho về luôn. Nó, còn về thì về mình đi, còn bả không được về. Mà ngộ lắm quý vị, làm cha làm mẹ tới tuổi già rồi bắt đầu nó đeo theo quý vị. Dù là con cái nó ở xa vờ vậy mà lâu lâu vô nha, mình hướng dẫn khô cuốn họng. Vậy mà ông bà già mà vô là đeo theo con nợ quý vị ơi. Nó tò chạy theo mình, ngồi mình nhìn nó đúng rồi thấy chưa. Nó tò theo kìa, bây giờ thấy chưa. Vậy sao mà giảng sanh được, nó tò theo vậy đó. Nó chạy theo cái con quan gia. Mà con quan gia là nó vô là nó dụng ý thôi, chút xíu nó đi mất tiêu à. Chứ nó không có muốn đem gì nuôi gì đâu. Vậy đó mà chạy theo tò theo mình à, thấy chưa. Đúng là đáng thương ghê thiệt chứ. Bởi vì mình mà đi tu hoặc là ngoài đời mà nói mà làm người nữ mà không ai đến coi gì hết trơn á. Nghĩ là bây giờ đi tu mới nghĩ là có phước. Mà không biết mấy bả thì có nói cho đó là phước không. Nếu mà không ai coi chứ sợ nó buồn á. Còn nếu mà hiểu thì đúng là có phước. Tại không có thiếu nợ ai. Thấy không? Còn gặp mà ngoài đời mà không ai coi chứ thì nói là gì? Ế. Bây hổm là lại Quan Âm Bồ Tát có ba cô. Cũng tầm cái dạng gần 30 răng xong rồi thì mình về đến hỏi những nghĩ mà cứ cười mỉm mỉm. Hỏi thầy. Đón. Con xin hỏi thầy, có cách gì mà cầu được có chồng? Hành đạo của cái chú này nó sẽ rất đặc biệt. Đến sự hộ trì, những việc mà hộ trì cho các thầy, các chú trong chùa mình là gì? Cách không có đó. Nhận tiền cúng dường của ai hết. Mà mình ở đây là tam bảo, lo hết tạp thì dễ quản lý. Nghe. Mà tạp nhiều thì khó quản lý. Có chồng được linh, vì mà để muốn chồng. Quản lý cũng te tôi. Sao cũng có được mà sao có thằng nào hứa? Thôi kệ. Để vô đây rồi là ngày kỳ cục ghê. Tự nhiên quan gia không như cái duyên nó kém hay sao. Đúng là quý vị thấy cái nợ mà thiếu tự nhiên mà mướn luôn cái người công chứng đi theo. Mà sao thằng nào hứa mấy bà. Mấy bà tìm tới chùa mấy bà ngay lại lễ với Quan Âm. Bà đến mà gặp những đức, bà hỏi là có cách nào để mà cầu được có chồng thầy. Con nói với thầy, thầy đừng nói cho ai nghe nghe. Vụ này mắc cỡ lắm thầy ơi. Không mà thiệt, cái việc đó phụ nữ thì nó mắc cỡ thì quý vị. Việc đó thì phụ nữ nó mắc cỡ. Nên bây giờ nó có những cái chương trình làm mai làm mối mà quyền linh đồ làm đó. Đúng không? Nó cũng cấp đôi cặp đồ với nhau đó. Nó cho gặp nhau nói chuyện để hẹn hò mà. Đúng không? Hẹn hò đồ đó. Nó giờ nó tạo điều kiện cái chương trình đó cho những cái dạng ế.
Nó dần ế rồi đó, 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 đó. Nhưng mà thật sự mà nói nghe quý vị, trường lên mà cái chương trình đó nó nói tao thấy nó cũng là kỳ dạn lắm chứ không phải đơn giản đâu nha. Chứ tự nhiên mình bây giờ mà mình lên chương trình đó mình để mà cặp đôi nhau, để gặp nhau nói chuyện đồ là thấy nó cũng kỳ kỳ rồi đó nghe quý vị. Thấy không? Nhưng mà bây giờ xã hội giờ người ta thấy đó là bình thường. Bình thường có gì lạ, lạ đó gì người ta. Còn mấy cô này vô hỏi là vô chùa tu cách nào để mà có chồng. Như Đức nói có cách đặc biệt. Hồi đó giờ nhiều cô không có chồng mà có cách này có chồng hết chứ. Trời ơi giờ cô giữ cái chồng. Cách nào nó vô đây cạo đầu tu năm có chồng á. Trời ơi sao mà vô đây cạo đầu rồi tôi có chồng đây. Ừ trời ngộ lắm. Nhiều cô lắm đó. Vô đây tự nhiên cạo đầu nuôi với bà già tu hành trong chùa năm có chồng. Nói trời cái này sao con ngồi hộp quá thật. Sợ quá. Nói trời thầy chỉ cái cách gì mà không cạo đầu mà nhanh nhất. Nói trời cái này cái cách này chắc là bây giờ phải thường đi đến đây ngày Chủ nhật tu. Rồi cứ nghe pháp niệm Phật tu. Rồi lễ với Quan Âm mỗi lần 2,000 lại thì lại 2,000, 1,000 thì lại 1,000. Cứ nhiệt tình đi chắc chắn là thời gian có. Thiệt không thầy? Nó thiệt. Cố gắng. Bây giờ quá muốn chồng rồi quý vị. Quá muốn rồi. Bây giờ muốn quá nên giờ cầu Phật. Rồi xong rồi hỏi Nhân Đức là bây giờ con quỳ trước Phật con xin sao để có chồng. Lại xong mà xin sao để có chồng. Rồi xong rồi Nhân Đức nói bây giờ lại Quan Âm xong hết mới quỳ lên nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm ơi, Quan Âm gia hộ cho con có duyên chút, có một cái chàng nào đến để hỏi cưới con. Chứ con thấy thân phận con gái ngoài đời mà sao con thấy một mình cô đơn quạnh quẻ. Mỗi lần lễ lộc Tết nhất người thấy người ta có đôi có cặp, mà con thì một mình sao thấy nó buồn quá. Quan Âm ơi, Quan Âm từ bi gia hộ coi có cái anh nào được được dẫn dắt làm sao nó nhìn con mà nó mê. Ôi thì chỉ bà đại vậy đi, bà lại xong rồi bà xin Quan Âm, Quan Âm cho không cho là thôi. Thấy không? Thì mình đưa cho người ta tư tưởng đại đi quý vị. Thì có gán lại nó vậy đó mà xong rồi 1,500 danh hiệu hỏi lại đủ không? Nói không thiếu một lại thầy. Cái ghê không? Mà mấy cái tướng đó là nói mà kêu nó lại 500 danh hiệu nó cũng không lại nữa. Mà lại Quan Âm để cầu chồng mà nó lại. Lại không thiếu một lại luôn. Nói Nhân Đức nói chắc chắn với cô 19 tháng 6 là 2,000 lại mà mấy cô đến lại đủ cái nữa là coi chừng có thiệt. Đúng không? Có thiệt chứ không giỡn đâu. Nó nói dạ con hứa với thầy con nhất định cố gắng về niệm Phật lại Quan Âm để cầu chồng. Trời nói xác thực vậy luôn đó quý vị. Không nhưng mà có đó nghe quý vị chứ không phải không có đâu. Ờ có đó. Ví dụ như ế á. Ế không có duyên mà ế thì không ai ngó ngàng tới á. Lại Quan Âm Bồ Tát á. Đến chùa mình mà lại Quan Âm Bồ Tát mà tại vì cái nguyện của Quan Âm mà. Cái nguyện Quan Âm mà hữu cầu tác ứng. Chăng thật nó lạ vậy là có đó. Nhưng mà thằng nào thì mình không có biết. Lùng lé hô súng gì thì ai biết. Nhưng mà có đó quý vị. Chăng thật lại là cảm ứng đó. Tại vì bây giờ cầu sanh cực lạc mà còn được không chỉ là cầu chồng. Đàn ông con trai nó nheo nhóc ngoài đời này chứ mà. Nó nhưng mà nó chưa có đủ duyên mà đến lại đến tu thời gian là có duyên. Mà coi chừng nó vô chùa nó tu nó lại gặp cái người vô chùa tu nghe quý vị. À, cái duyên nó lại đưa đẩy là nó gặp người trong chùa tu á. Nó gặp người đi đến chùa tu cư sĩ gì nè. Rồi cư sĩ rồi vô chùa tu nó gặp nhau. Đó là cái duyên mà gọi là Phật Pháp á. Nó gặp nhau. Nó cũng là nhờ tu mà nó gặp cũng được chứ không có tệ. Nó tu nó gặp là được đó quý vị. Không có tệ đâu. Nó vô cũng gặp chàng trai lo làm ăn hiền hậu biết tu hiếu thảo. Cha mẹ tại nó tu á. Nên mình gặp người ta trường hợp gì mình chỉ người ta. Tại vì người ta chưa chịu tu luôn mà. Không chịu tu luôn thì mình chỉ người ta việc thế gian thôi. Thì mình phiên tu đi, lại Quan Âm rồi đi. Nhất là cái pháp hội chùa mình á. Mà đông vậy mà đến lại nhiệt tình lại mà gọi là sức hội hộp. Lại nhiệt tình lại mà
té ạch ạch cũng lại là cảm ứng liền. Cảm với bổn nguyện, mà cái bổn nguyện Quan Âm mà đi cầu có thằng chồng dễ ẹt, khó gì đâu, giỡn gì đâu. Đó, nên nghe qua công đoạn này mà mấy cái cô mà ế á, không đến đây tu, đến đây tu đi, bà nào ế á, còn bà nào mà chồng bỏ chồng chê thì thôi, lỡ đây tu cầu sanh cực lạc thôi nghe, chứ mấy bà đừng có cầu thêm gì nữa. Hiểu không? Chứ đừng có lỡ đây mà tu mà mấy bà chồng bỏ chồng chê mà lỡ đây tu xong quỳ trước Phật mà cầu nói rằng là bây giờ con nuôi con cực quá, Phật Bồ Tát gia hộ cho có anh nào đến phụ nuôi với con, thôi miễn đi nghe. Trời ơi, gì thôi được rồi. Những đức nói rằng thật sự quý vị nghe, con người mình á, tại vì do mình á, không biết đủ thôi. Chứ mà mình biết đủ thì sống làm sao nó cũng sống một ngày à. Ví dụ như mình có ít, mình sống ít. Có được được, sống được được. Khá khá, sống khá khá. Có nhiều thì sống nhiều nhiều chút. Nó cũng là sống bình thường à quý vị. Mình thấy trong chùa mình nè, thì cũng ăn uống đồ, ăn chay lạc bình thường vậy thôi. Nhưng mà quý vị thấy không, vô chùa vì thấy ai cũng cái nguồn năng lượng tràn trề, thấy không? Vì thấy những đức lúc nào vì gặp những đức cũng năng lực quá trời. Người vui vẻ, hoạt bát, nói chuyện Phật Pháp kịch liệt, đúng không? Gì đâu. Nên từ nơi đó mình thấy rõ ràng ăn chay lạc thôi chứ gì đâu. Mà chùa chiền mập mạp chứ nói ăn uống sữa gì, những đứa đâu uống sữa đâu. Đâu uống sữa đâu. Ghi sữa là không có uống. Cà phê là không uống. Nước đá không uống. Nước ngọt không uống. Bánh ngọt không ăn. Chỉ có ăn cơm thôi. Những đứa là thích ăn cơm nhất à. Chứ ngoài bún, hủ tiếu, lẩu này kia những đứa không thích ăn. Chỉ thích ăn cơm thôi. Ăn sao mà tới giờ ăn nữa đừng có đói. Vậy là được rồi đó. Nghĩa là những đức chỉ nghĩ là ăn cơm được và để làm việc thôi. Còn ngoài ra những cái đồ ăn, đồ uống này kia những đức cũng ăn. Ví dụ như có nhiều Phật tử người ta ở bên nước ngoài về, người ta đem sô-cô-la đồ gì ngon ngon. Nó thầy ơi, sô-cô-la ngon thầy ăn đi thầy. Những đức nói thật sự mà nói, mình nhận đem về cho các cô mình nó ăn. Kệ đó, gái mà. Đi đâu mà có gì toàn ten sách về. Vui lắm quý vị. Vậy đó, có gì đồ ăn được 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 đem về xách về, hoặc là đem cho đồ vui lắm, thích lắm. Gái nó kỳ cục vậy đó, ăn lạp sập ăn hoài vậy đó. Nên từ nó đó kệ cho họ ăn đi. Còn mình là ông trai mà đồ ngọt đồ này đồ kia ít ăn, như sô cô la rồi là những đứa mới ăn. Nên những đứa mà nói mà bị tiểu đường chắc này là nghiệp. Nếu mà là tiểu đường là nghiệp, tại vì không ăn đường gì chứ, không ăn đồ ngọt gì chứ mà tiểu đường cái gì. Nên từ nơi đó mà mình thấy rằng là tu hành thấy rõ ràng rất đơn giản. Nên những đức mà nói rằng một tháng những đức mà tiêu dùng quý vị không có nhiều chứ. Tại vì sao? Vì những đức không có xài cái này cái kia, chỉ sống đơn giản thôi à. Mà những đức ngày thì ngày qua ngày những đức thấy khỏe vô cùng, mà cũng mập nữa. Quý vị thấy những đức có ốm đâu, mập mạp rõ ràng luôn mà đó. Nên những đức nói rằng là ở nhà mình mấy đứa con gia đình đồ này kia sống đơn giản, nó cũng không phải là nhiều tiền quá đâu quý vị. Nhưng mà nếu mà mình giờ mình thấy con người ta cái này cái kia, cái mình mua cái này cái kia cho con mình đồ, mình chạy theo thời thế thì mình thấy nó cần tốn tiền nhiều. Mình tập cho con mình sao mà nó biết thân phận nó thì hay dữ lắm. Mình cứ dạy con mình là biết thân phận đi con. Người ta là nhà giàu người ta khác, mình nghèo khác, thấy không? Rồi cha mẹ xa nhau thì khác. Có mình mẹ nuôi con thấy không? Mẹ cực lắm. Mà con thì con đòi này đòi kia, không có được đâu nghe. Nó đừng có học đòi theo người ta nghe. Mình dạy con mình để nó biết thân phận nó. Chứ mình đừng có thương con mình mà cái gì mình cũng dồn hết. Tiền bạc mình mua cho con mình tập nó thành quen cái tật là đòi này đòi kia đòi nọ. Nó những đức nói rằng, thí dụ như có thằng bé nhỏ nhỏ kìa, nó thằng nhỏ mà bị bệnh đau kìa, cái gì Đức Hòa, đúng rồi. Nó nên nó tội nghiệp. Quý vị biết rằng nó bị bệnh đau nghe quý vị. Nó ở trong chùa. Nó dễ thương lắm quý vị. Mà cái đứa bị bệnh đau nó không có nói chuyện được nghe. Mà thằng này nó niệm Phật với vậy nói chuyện quá trời luôn. Mà niệm Phật lớn dữ lắm quý vị ơi. Mỗi làm nó gặp như đứa là ôm chân kéo mắc cười lắm. Mà trong chùa ai cũng thương nhưng rất là có duyên luôn. Đúng rõ ràng như đứa thấy. Đúng là cái người niệm Phật có duyên, đâu có đẹp đẽ gì đâu. Mà nhìn cái mặt là mắc cười liền à, có duyên lắm. Đó,
Còn mới vô cái thằng bệnh đau nữa, đưa nó qua Bảo Tháp, 35 tuổi, mà cái thằng đó còn khờ hơn nhỏ này nữa. Thằng bị bệnh đau 35 tuổi còn khờ hơn thằng này nữa. Thằng này rất là lanh, tại nãy niệm Phật lâu rồi. Còn thằng kia mới vô à. Bà mẹ dẫn vô, bà mẹ nói thầy ơi, thầy chỉ cần cho mẹ con ở đó thầy. Nó hiền lắm. Ví dụ như tới giờ tu thầy cứ dẫn lên trên điện cho nó tu, là nó lên nó tu à. Thì con ngồi tu với con. Rồi xong tới giờ ngủ dẫn đi ngủ thì đi ngủ. Rồi tới giờ ăn dẫn đi ăn à thầy ơi. Tội nghiệp nó, bây giờ mà thầy không cho nó ở trong chùa tội nghiệp nó quá. Nhưng Đức thấy gì cho nó qua bên Bảo Tháp, nó ở bệnh đó. Mà cái thằng này nè, kết quả nè, thằng kia mà chịu niệm Phật thời gian là kết quả. Thì quý vị thấy cái thằng này niệm Phật mặt nó sáng lắm nghe. Mà cái chán của ảnh giống như trái dưa hấu, nhìn kìa, nhìn mặt nó cười ghê đó. Nó thằng đó đó nó rất là dễ thương luôn, mà lanh dữ lắm nha quý vị. Nó không phải như những đứa bệnh đau mà khù khờ. Thằng này rất là lanh. Rõ ràng mẹ nó nói rằng là từ khi nó đến đây nó niệm Phật tới giờ là nó thay đổi rất nhiều luôn. Mà những đứa nói nghe cái câu vật hiệu này nghe quý vị, có nhiều đứa con của người ta mà chậm nói đồ khù khờ quý vị, ngộ thay đi đến chùa mình từ từ lanh lẹ lên liền. Nó thay đổi hết, nó rất là lanh lẹ nghe quý vị. Mới đây nè, có một cái anh chàng làm công an, tính ra cũng 3 năm. Rồi bắt đầu là cũng có người yêu. Mà cái ngành công an là quý vị biết đó, là người ta cũng tướng tá, cũng cao ráo chứ đâu phải lùn như những đứa đâu. Bèo bèo cũng 1m7, tướng tá nó cũng phải đẹp. Mình ta ngành công an ta chọn lựa lắm, đâu có giỡn đâu. Thì được chọn làm ngành công an rồi, tính ra cũng làm được 3 năm. Thì làm dành dụm tiền đồ này kia, cũng có người yêu. Rồi hai người cũng hứa là làm có tiền nha. Rồi xong bắt đầu là làm đám cưới. Thì con cúc cu này là công an này, nó cố gắng nó lượm thóc kiếm tiền quý vị, nó nuôi con chim sẻ quý vị ơi. Trời ơi, mà chắc cũng lo là lam lũ làm việc làm sao. Cái con chim sẻ nó thấy con cúc cu khác vỗ cánh bình minh vậy đó, mà nó bỏ cúc cu này mà nó ôm cái tiền mà để dành của con cúc cu này theo, nó ôm theo hết, nó đi. Nó bỏ cái này mà nó còn ôm tiền đi luôn nữa. Thằng này nó bị suy sụp tinh thần. Suy sụp tinh thần, giống như bị hụt hẳn tiền bạc để mà tương lai rước chim sẻ gì. Mà cuối cùng không rước được chim sẻ mà còn bị chim sẻ tha mồi đi hết. Cúc cu một mình cô đơn vạnh quẻ. Trời ơi, quá buồn quý vị không. Cuối cùng nha quý vị, bế tắc. Tự nhiên bị một chứng bệnh gì, không nói chuyện, không nói chuyện luôn quý vị. Rồi bắt đầu là suy sụp luôn. Và gặp người rất sợ, rất mắc cỡ khi gặp người. Đi vô chùa có lũi trong chùa có người thăng tu. Đi qua hộ pháp thấy đông người quá, cứ lũi trốn ta không. Thì những đức hỏi ra, thì nói ra là tình trạng gì đó quý vị. Xong những đức đưa bên Bảo Tháp, những đức kêu lại. Gia đình nói là không biết nói chuyện, không nói chuyện nữa. Vì đức kêu lại những đức hỏi, anh có nói chuyện được không? Cái tự nhiên mở miệng nó nói được chứ. Chập chập. Có nghĩa là phải gặp cái người mà nói chuyện mạnh mẽ, hỏi anh nói chuyện được không? Nói đi. Dạ nói được chứ thầy. Sao không nói? Tại không thích nói. Mà nó âu sầu, nó ốm o gầy mòn, tự người nó gồm đi. Lũi như vậy. Giống như nó bị một cái cú sốc gì trong cái cuộc đời kinh khủng quá. Các vị thấy không? Trong cái cuộc đời này các vị thấy chưa? Có khi mà trời ơi, mình tin tưởng một người nào quá, mình trao hết cái tâm tư mình cho người ta, nó dứt dị dụi một cái, các vị thấy không? Ngã ngửa. Trời ơi, mình nói, không mà thật sự mà nói cũng bị hụt hẳn thiệt chứ. Nhưng bây giờ bản thân Đức nếu không đi tu mà cực khổ mình làm đi, rồi mình quen một cô gái đi, rồi mình làm cả ngày, làm đêm, làm hôm, mình đem tiền gì mình đưa cho nó. Mình tương lai mình nghĩ rằng đây là vợ của mình mà, mình rước đem gì, mình nuôi chim sẻ mà.
tương lai rước chim sẻ về mà trời là trời chim sẻ nó bay đi gặp con cú cu khác, tức lắm chứ quý vị, tức chứ không phải không tức đâu. Mà cuối cùng mình mà trời ơi mình bị mà cú sốc đó một cái có khi mình cũng đơ luôn á, gọi là mình tiêu luôn chứ giỡn đâu. Mình không có cười người ta, nhưng mà thật sự mà nói á, mình cũng có động viên người ta. Thì những đứa kêu lại như đứa nói nè, trời ơi mình là ông trai mà, thì bây giờ nếu mà chưa cưới gì hết trơn mà họ vậy rồi mình biết sớm một chút, chứ nếu mà đem về mà người phụ nữ vậy thì thôi anh càng khổ hơn. Thôi bây giờ nè gì nè, anh ở đây đi, anh cố gắng đi theo mấy chú làm này làm kia để nó cởi mở tâm tư đi, chứ trời ơi anh mà sống gì thì cuộc đời anh vô nghĩa quá. Con nhỏ kia nó càng cười chê anh nữa, tự nhiên nhìn anh thấy ghê quá à, anh gì là sống vô nghĩa quá. Nên anh cố gắng anh nói chuyện lại bình thường đi. Thấy gật cái đầu, chỉ gặp hỏi anh nói chuyện được không? Được, vậy thôi chứ ngoài ra không nói thêm gì nữa chứ. Tự nhiên giống như không muốn nói chuyện gì nữa luôn quý vị. Mà trời người sơ xác luôn, nhìn xanh xao vàng giọt luôn, mà giống như người chết rồi quý vị ơi. Nó đúng là cái bệnh thất tình cũng ghê thiệt. Thấy không? Mình là người tu làm gì thất tình chà. Tu đâu có thất tình đâu. Tại mình là người tu mà nghe đạo mình hiểu rồi. Cái người mà không nghe đạo nó hụt hẳn đó. Nên những người mà nghe qua công đoạn này, mình sống trong cuộc đời này nó đều là nghiệp duyên. Cái duyên nghiệp của mình nó sao là nó trả vậy à. Nó nhìn cái tình cảnh mà thấy thê thảm ghê luôn. Những đức nói rằng nghe lời những đức một tháng sau là hết bệnh 100% luôn. Mà sợ người ta không nghe, cứ là quạt bát lại nói chuyện lại đi là hết bệnh rồi. Nó không chịu nói chuyện. À, đi đâu gù mặt gì nè. Trời ơi người xong rồi tiêu rồi. Thấy, thấy chưa? Cha mẹ mà nhìn thấy cái cảnh tình đó trời ơi đau lòng. Bạn bè thôi tức giùm cho nó. Nó vô đây mà nhìn cái cảnh trời ơi người thấy người ta là chạy chốt. Không biết sao kỳ vậy đó. Giống như là bị lường gạt, bây giờ gặp người ta là chạy chốt rồi quý vị. Tránh người ta sợ người ta. Nó những đứa kêu lại mới chịu lợi. Mà nếu không là chạy trốn à. Hiểu thấy không? Nó nên ở trong cái cõi này đúng là nó tùm lum chuyện khổ đau trong cuộc đời. Nên những đức nói rằng là giàu sang cũng đi đến chùa, mà vui cũng đi đến chùa, mà khổ đau cũng đi đến chùa. Mà đa phần chúng ta có cái khổ nhiều, chúng ta đi đến chùa. Đến chùa xong mình nghe đạo, mình cởi mở tâm tư. Nó ví dụ như nhiều cô này mà ngồi ở đây, công việc mình cũng nhiều chứ, nhưng mà mình tới giờ tu mình cố gắng mình đến mình nghe đạo mình tu. Thật sự mà nói cái buổi giảng này nhiều người được nghe. Bây giờ những buổi giảng của mình mà đưa lên mạng bây giờ cái like coi đông lắm quý vị, rất là đông luôn đó. Rồi chùa mình dưới bắt đầu ngày mai đưa một bà cụ lên đài quả táng nữa, mẹ của Chinh á. Chinh thường đến chùa nấu ăn rồi này kia, bà cụ nằm cũng lâu, bà cụ đó bà hạ cũng 5-6 bà đó. Từ cấp Tết tới giờ chùa mình cũng vớt khoảng 9 người đó quý vị, nghe không, cũng được quá ha. Chín rồi đó. Bên đây nữa là tính ra cũng gần 20 vậy đó. Tết vậy. Thì vị biết rằng là mẹ cô Trinh này là nghề sát sanh nặng lắm. Hồi xưa dưới quê miền Tây mà người ta ưa có ghe vị người ta chở đi, chở cá rồi đi, người ta mua cá cha vị về chặt đầu, lóc thịt nó để làm mắm hoặc làm khô. Và sát sanh nhiều lắm cũng vì gia đình. Quý vị biết rằng là bệnh đau nằm thê thảm lắm. Bà mấy ngày trước mà khi gần chết phía sau nó hủng một cái lỗ bự vậy nè, lỗ bự lớn nè. Mà cô Trinh cô thấy rằng là nó hư hoại hết rồi, mà nó còn bám cái da lại quý vị. Cô Trinh cô nói rằng là con thấy mẹ con đau quá, con chịu không nổi, cố gắng thầy ơi, con lấy cái kéo á thầy, con đút vô cái da mình nó dai lắm thầy ơi, con cắt. Con niệm ai với Đạo Phật, con cắt mà nó bự hơn cái đấy, mời miệng chén nha. Con cắt xung quanh xong, con lấy cái da, cái kéo, con đút vô thịt, con cắt ở dưới. Con cắt tới chỗ nào mà thịt đỏ thôi, là con biết thịt này nó còn. Còn cái chỗ nào mà thịt hoại thì con móc nó ra, con moi nó ra, bự hơn cái chén thôi. Rồi nghe mà thấy ớn quá quý vị. Cô nói thầy ô trời đúng là con người mà nó thúi thầy ô thầy. Những đức nói chuyện này những đức biết mà. Hồi xưa hộ niệm cho chú Nguyễn Văn Công, những đức nó gành quá rồi. Thúi không tưởng tượng được, trời ơi, nó lông ốc luôn quý vị. Lông ốc luôn, nó thúi không tưởng tượng được luôn. Chú Nguyễn Văn Công hồi xưa
Thì vì biết rằng là người con nhiệt tình lo cho mẹ, nó nghiệp lực nó trả. Mà như trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói mà, muốn sống không được, muốn chết không yên, thê thảm, muốn sống không được, muốn chết không yên, quý vị biết. Thì moi ra hết xung quanh, moi ra. Bà lấy hủng lỗ lớn, lấy một cục thịt đem ra, thịt thúi moi ra hết. Còn bà nói bà nhìn vô trong cái mảng thịt nó đỏ. Thì thấy kinh khủng chưa. Rồi xong rồi mắc lúc 5 giờ. Rồi hôm qua 5 giờ hôm qua là 24 tiếng. Liệm đồ xong hết. Rồi bữa nay để là một ngày mà bà cụ này duyên cũng đặc biệt. Nhìn Đức thấy vậy thôi, kéo qua tới sáng chủ nhật luôn. Để làm cái lễ cho bà, cũng người đưa đi ra đông. Từ hôm nay mỗi bà già trong chùa mà mắc á, những Đức đều có đoạn nói chuyện khi đứng. Những Đức thấy hay. Một là cho nhiều người già họ có tư tưởng quý vị, họ coi được công đoạn đó. Nên từ nơi đó mà những công đoạn đó quý vị nên cho cha mẹ mình coi, cho mọi người coi, gửi cho nhiều người coi. Công đoạn đó nó ý nghĩa dữ lắm đó, chắc chắn luôn. Thì ngày mai 7:30 chủ nhật đưa đến Đài Quả Tát. Thì mình đi đến được thì mình cũng giữ được cái lễ người mắc ở trong chùa. Thấy gọn mình cũng biết cách mình làm, quá gọn ơi. Từ hôm nay ở bên hộ pháp mình là cho các cô khi quan tài là các cô ginh, cho mấy nhỏ gái nó vui, nó vái vậy đó quý vị. Mấy bà vô chùa giết giờ mấy bà cũng muốn làm trai mạnh quá, bây giờ cho ginh quan tài. Mấy chú chùa mình cũng ít, bên hộ pháp mấy chú cũng ít, cho mấy chú ông lo việc này việc kia cho mấy cô mình ginh quan tài, tạo thành một cái đồng phục ginh quan tài rồi này kia rồi ha, nữ hết chứ ginh quan tài. Kế đó là những Đức ginh phía trước đó. Thì quý vị biết rằng là mắc xong rồi là lây quay những Đức nghĩ con bé 11 tuổi đi nè. Mà công nhận con bé 11 tuổi này nghe, nó không đơn giản quý vị ạ. Con bé 11 tuổi này mình nghĩ giống như nó là tái lai gì đâu, nó không phải người bình thường quý vị ạ. Con nít 11 tuổi mà sao mà bình thường mà được như vậy quý vị. Bây giờ nó bỏ ăn rồi. Nhưng mà cái đầu của nó bự lên lắm quý vị ơi. Mà mặt nó rất là sáng luôn. Mặt nó sáng mà đầu nó bự lên. Mà nó nằm nó điềm tĩnh lắm. Mình hỏi: con có đau không con? Dạ không. Con có niệm Phật được không? Dạ được. Trong tâm niệm con bây giờ muốn cái gì? Con chỉ muốn giảng sanh thôi thầy. Duy trì đúng như vậy mà rất tỉnh táo, rất nghiêm túc. Không phải con nít bình thường quý vị ơi. Cái bà cụ mẹ cô Trinh để nằm gần, nó hỏi cái cô chăm: cô bà ngoại mắc hả cô? Bà cô kia nói: bà ngoại mắc rồi con. Bà ngoại mắc khỏe cô ơi, chứ bà ngoại nằm đau đớn lắm, mắc khỏe hơn, niệm Phật gì với Phật khỏe hơn. Bà ngoại mắc xong rồi chắc con cũng chuẩn bị đi luôn á. Nói câu gì đó quý vị, mà nó rất là bình tĩnh, nó không có một cái gì lo sợ hết chứ quý vị ơi. Nó rất là bình tĩnh, nó bình thường, nó không có gì sợ hãi gì chứ. Mình nghĩ nó từ khi mà lúc nó còn khỏe, nó đã không bao giờ muốn đi tìm bác sĩ, nó không bao giờ muốn trị bệnh, muốn niệm Phật giảng sanh không à. Này là 100%, nếu nó muốn thì cha mẹ đưa đi liền chứ dễ gì, hiểu không? Nó không có muốn, không có chịu. Muốn ở trong chùa niệm Phật, nó nói trong chùa bình an hơn. Ở trong chùa bình an hơn, trong bệnh viện không bình an bằng trong chùa. Nó nói vậy mà. Nên nó thích ở trong chùa vậy. Mà những Đức nghĩ bé này sắp đi nè. Bé này mà đi mà chắc cũng kỳ tích đặc biệt chứ không giỡn đâu nghe. Nó đặc biệt quá. Nó ai làm gì làm, ai nói gì nói, nó cứ cầm máy bấm số A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà nay nó niệm yếu, nay niệm yếu, hơi thở yếu, mà nằm cứ gì nè. Cái niệm Phật vậy đó. Hỏi tâm niệm bây giờ con muốn cái gì? Con chỉ muốn Phật rước con về cực lạc thôi, không muốn cái gì nữa chứ. Nó nói khi nó còn nói là mà khi mà con mà mắc rồi á, đâu vào đó đàng hoàng hết trơn, hả, báo cho ba mẹ con biết. Hỏi sao vậy? Ba mẹ con lên núm níu khóc lóc ở đây trở ngại con á, cứ ba mẹ cứ đó ở nhà đi, để cho con đâu vào đó hết trơn đi, hả, báo cho ba mẹ con biết. Ai cho đừng chịu, kêu cái cô chăm, nói: cô ơi, cô cầm
một triệu xuống đưa cho thầy để thầy phóng sanh đi, làm sớm đi chứ không thôi mình chết rồi mình để tiền lại cũng không bằng lúc còn sống đâu. Ghê thiệt chứ, mình giả cái gì đó nghe hiểu hết trơn rồi trời, mà ngộ thì ghê á. Mà nó rất là quý mến những đức quý vị, lúc mà nó còn khỏe nghe, nó nói thầy ơi, con có một cái tâm niệm mà nói ra thấy cũng kỳ, mà không nói ra thì để trong lòng thì nó cũng khó chịu. Nghe thầy giảng thì mình là người niệm Phật, cái gì thì nói đại, được không được thì thôi. Nói thì cái gì con nói đại đi. Nó là con có tâm niệm là con thích ôm thầy một lần. Ghê không? Nó nhỏ mà nó những cái lời nói nó lạ lắm quý vị ơi. Xong Nhật Đức nói có gì đâu thì ôm đại một cái thôi gì đâu. Ở đầu nó ôm Nhật Đức lần, nó vậy là xong rồi đúng không? À, dạ xong rồi. Đó là tâm nguyện vậy thôi. Tại vì con quý thầy, nhờ thầy giảng pháp con nghe được, nên con bây giờ con mới biết niệm Phật, nên con cảm ơn thầy. Rồi vậy xong, từ hôm nay không có nghĩ gì nữa. Nhưng mà Nhật Đức vô thăm là mừng lắm nha quý vị. Rất là thích Nhật Đức vô thăm mà khuyên lên là nghe lời 100%. Khuyên là nghe liền, bởi vì cái người đó là cái người đặc biệt đó quý vị. Mình khuyên họ, họ nghe. Nó nhỏ, nó không biết thêm cái gì, nó chỉ biết niệm Phật không. Nên Nhật Đức mong rằng tất cả chúng ta trong cái cuộc đời này đó quý vị, quý vị dù là còn đang khỏe, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khỏe hoài, chưa chắc đâu. Vì cái vô thường nó bất tử lắm. Vì thấy ông người ta đó, lên máy bay một cái nó rớt cái chết hết trơn cái gia đình người ta, thấy chưa? Ai mà nghĩ rằng cái cuộc vui này mà trở thành cái đám tang khổ đau này đâu. Thấy thảm chưa? Nên mỗi một con người sống trong cái cuộc đời này nó vô thường dữ lắm. Ngày nào cũng là ngày siêng niệm Phật đi. Ngày nào cũng là ngày chân thật niệm Phật đi. Nó không có cái gì trong cái cõi này mà nó tồn tại đâu quý vị ơi. Ôi. Hiểu chưa? Nên con cái đâu gì, nó thương cũng niệm Phật mà nó không thương cũng niệm Phật nữa. Chồng thương cũng niệm Phật mà chồng không thương cũng niệm Phật nữa. Giàu cũng niệm Phật mà nghèo cũng niệm Phật nữa. Đó, giống như có cái cô bữa đó mà làm cái ký sự phải không? Niệm Phật mà cảm ứng, thấy chưa? Trời ơi, cô nói mà đúng là thiệt ghê thiệt. Bởi vì người không tu, thấy chưa? Đó. Mà công đoạn nó vừa đưa lên có một ngày mà mấy chục ngàn người ta coi. Không cái gì mà nói cảm ứng được là tao phái lắm quý vị. Vì mà ứng rồi là phái lắm. Thì biết rằng là cô kể rõ ràng, mà khi mà chồng cô mà sắp sửa, mà ổng giống như ổng tự nhiên giống như ổng sắp sửa chết vậy đó, mà bà nói một câu kể rõ ràng đó, là giống như chồng con không phải chồng con nữa. Mà cái mặt thấy ghê quá thầy ơi, chân mày chỉ dựng lên. Mà kể tới công đoạn này mới ghê nè. Bà nói là ổng nói là xung quanh người ta rất là đông, thấy chưa? Khi mình gần chết kinh khủng chưa? Tự nhiên xung quanh người ta rất là đông. Nói cái gì đâu mà xung quanh đông quá trời đông rồi, mà tự nhiên có người cầm hai cái trống lên để vô hai cái lỗ tai gõ. Ghê chưa? Tại vì niệm Phật quý vị, niệm Phật cho ổng, kêu niệm Phật đi. Họ đem cái trống lại ngay lỗ tai gõ quý vị. Gõ trống vô lỗ tai đừng có cho nghe niệm Phật. Ghê cho quý vị. Thấy chướng ngại chưa? Quan gia bu xung quanh đầy hết. Mà ổng là có cái nghiệp quýnh bài. Ổng nói rằng nó lỡ nó cũng quýnh bài quá trời luôn. Đó, thấy không? Cái nghiệp gì là nó xuất hiện cái chỗ đó liền, quý vị thấy không? Lúc ý niệm trong đầu chúng ta lúc còn sống là nó sẽ hiện hữu ra khi chúng ta gần chết. Cái tâm niệm gì lúc còn sống thì nó sẽ hiện hữu ra khi gần chết. Nếu như quý vị lúc còn sống thường săn hẳn thì cái cảnh giới săn hẳn sẽ đến ào ào. Tự nhiên búa dao nó chém sẹt 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 sẹt. Quýnh bài thì tự nhiên người quýnh bài đến quýnh bài quá trời luôn. Đá gà thì dân đá gà nó kéo đến đá gà trong tâm thức mình thấy. Thấy chưa? Còn đi ăn nhậu thì chắc chắn là bạn nhậu đến nó uống rượu rồi, nó la âm sùm. Vậy thì người niệm Phật, người niệm Phật thì cuối cùng người niệm Phật đến niệm Phật cho mình. Vậy biết rằng là trong cái cảnh giới của cái người mà niệm Phật, vẫn có người niệm Phật đến niệm Phật cho mình luôn. Và cái người vô hình vẫn có những người niệm Phật đi hộ niệm luôn. Nhớ nha quý vị, có những người đi hộ niệm, tâm thức thích hộ niệm, họ đi hộ niệm, họ cũng chưa được giảng sanh, họ còn mang thân chung ấm, họ cũng còn tâm niệm đi hộ niệm. Nên người gần chết mà người niệm Phật thì người đi hộ niệm mà chết chưa siêu, họ vẫn còn linh thức đi để cảm với những người niệm Phật họ đến
hỗ trợ niệm Phật cho những người đó. Nó có những cảnh giới đó luôn đó quý vị, nhớ nghe. Nên cái tâm lúc bình thường nghĩ cái gì là căn tứ nghiệp thấy cái đó, giống như bằng ngày nghĩ cái gì là bằng đêm thấy cái đó. Cái này quan trọng nè. Bây giờ mỗi người chúng ta xem lại mình, bằng đêm nghĩ gì, bằng ngày nghĩ gì. Nó bằng ngày nghĩ cái gì, bằng đêm thấy cái đó. Nên nhiều người, người ta cái tâm niệm người ta nghĩ cái này kia nhiều, bằng đêm người ta mơ mộng, người ta nói lên cái tiếng đó, nói lên cái này kia tùm lum la. Chúng ta làm con cháu chỉ cần mình chân thật, có tâm tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, thì tùy vào cái duyên. Ở chùa cũng tốt mà ở nhà cũng tốt. Cái tốt nhất là chúng ta nghe được đạo, chúng ta biết tu hành. Khi những ngày dỗ cúng tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ tổ tiên, chúng ta nên làm đồ chay, chúng ta cũng nên ăn chay, và chúng ta nên biết tu phước duyên ngày tưởng nhớ đó, để mình hồi hướng cầu siêu cho ông bà tổ tiên của mình. Thì ở chùa cũng tốt mà ở nhà cũng tốt, nhưng cái đặc biệt nhất nghiêng qua về ở chùa. Tại vì mình thờ cúng được ở chùa thì ông bà tổ tiên của mình, cái duyên nếu như chưa được siêu thoát thì cũng được ở gần gũi ngôi Tam Bảo. Điều thứ nhất, cái lợi ích là con cháu thường đến để thắp nhang cúng kiến thì cũng được gần gũi thân cận ngôi Tam Bảo. Những điểm này là những điểm nó nghiêng về mặt Tam Bảo, nó sẽ rất là tốt hơn. Như thí dụ như nhiều người ông bà cha mẹ mà được ở trong chùa có cái duyên này, thì con cháu khi đi đến thăm thì lại được đi vô chùa. Thí dụ như ngay cái ngôi chùa mà nghe pháp, có tu hành, thì con cháu nhờ cơ hội từ ông bà cha mẹ ở chùa đó mà được đến chùa và cũng được nghe Phật pháp. Nhưng Đức thấy rất là rõ ràng, có nhiều người ở trong chùa mình vậy mà độ cả gia đình người thân. Tại vì người thân con cháu đi đến chùa, đến viết từ từ, nghe đạo viết, rồi lại hướng đến Phật pháp. Từ nơi ngay chỗ lợi ích này mà mình thấy rằng là gần gũi ngôi Tam Bảo là lợi ích lớn nhất. Rồi mình cúng kiến ở trong chùa thì chắc chắn là mình sẽ cúng chay. Tại vì thờ cúng trong chùa nhất định mình cúng chay. Mình thờ cúng ở nhà có khi chưa chắc cúng chay. Thí dụ như bây giờ các ông cụ bà cụ được ở trong ngôi Tam Bảo, khi mắc ở trong ngôi Tam Bảo thì cái việc mà cúng chay là 100%, không thể nào mà có xen đồ mặn vào. Có nhiều người con người cháu khi nghe đạo thì họ cũng là phương tiện cúng chay, là họ cúng trên bàn thờ. Nhưng ở dưới lại đãi đồ mặn. Cúng chay cúng bàn thờ nhưng ở dưới lại đãi đồ mặn. Vậy thì cái việc cúng kiến như vậy nó có lợi ích đặc biệt về cái Phật, cái phần bên Phật giáo hay không? Không. Tại vì ngày mình tưởng nhớ đó, cái quan trọng là mình có thể tụng hồi kinh niệm Phật, mình tưởng nhớ, mình làm việc thiện việc tốt gì ngay ngày đó để mình hồi hướng tưởng nhớ thì tốt nhất. Còn cái việc cúng kiến nó chỉ là hình thức, nhưng mà mình lại ở trên thì cúng chay mà ở dưới đãi đồ mặn. Thí dụ như chúng ta là con cháu còn ăn mặn thì rất nhiều ngày mình ăn mặn, tại sao mình không tránh cái ngày mà cúng ông bà mình đừng ăn mặn, mà mình nên cúng chay là tốt. Nếu như mình làm thì làm cho trọn vẹn luôn, tại vì ông bà đã cúng chay rồi mình thì cúng mặn làm gì, chỉ có một buổi đó thôi. Không lẽ mình ăn chay một buổi đó mình sụt mấy ký sao, hoặc mình bị vấn đề gì sao? Cái ngày đó chay lạc thì nó càng tốt. Nếu mình là con cháu mình làm được điều đó thì nó quá quý.
Còn nếu như mình ăn mặn ngay ngày đó thì nó không tốt. Nói tóm lại là không tốt đi. Tại vì ông bà cha mẹ mình có khi cũng chưa tu được bao nhiêu, có khi họ chưa được siêu thoát nữa, mà mỗi năm mình còn xả đồ mặn xuống giết chúng sanh, thì cái sự đọa lạc trầm luân của họ nó càng nhiều. Nên cúng kiến là sự tưởng nhớ là tốt, là một cái hình thức mà để cho con cháu từng đời nhớ cội nguồn. Thì phải nhớ nghe, cúng kiến là nhớ cội nguồn. Ví dụ như người ta dưới quê đi, người ta có quan niệm là gia đình có đám giỗ hay đám cưới gì đó, để cho dòng họ có cơ hội được đến dự cái lễ giỗ, lễ cưới, mà dòng họ có người được gặp nhau, được gặp nhau để mà nó có cái sự thân mật giữa dòng họ. Tại vì lâu quá không gặp, nhờ cái ngày giỗ ông bà, ngày đám cưới mà họ được gặp nhau. Chỉ có vậy thôi. Còn nếu như cái ngày đó mà gặp nhau mà ăn nhậu say sưa xong rồi thì lờ qua tiếng lại, như dưới quê như thế cũng gặp trường hợp này, vậy thì vị thấy nó không có tốt gì hết chứ. Nếu như mình cúng được chay lạc, rồi có khi gia đình mình có điều kiện, mình có số gạo hoặc là số máy nghe pháp, ngày đó người ta đến mình cho gạo người nghèo, hoặc mình cho máy nghe pháp thêm, để mình tu phước tu duyên ngay cái ngày tưởng nhớ đó ông bà tổ tiên của mình. Như vậy thì quý vị làm điều này quá tốt. Nó quá tốt luôn. Còn nếu như ngay chùa chiền ngày đám giỗ, thì thí dụ như mình tổ chức một cái khóa tu khóa tu. Ví dụ như bây giờ cái ngày này là cái ngày đám giỗ, nó nằm ngày thứ sáu, thứ bảy. Ví dụ như ngày chủ nhật là ngày người ta khóa tu đi, mình có thể dờ lại ngay ngày chủ nhật để mình làm ngày giỗ, để mà dựa vào cái khóa tu, để cho gia đình người thân được dựa vào khóa tu đó để tu, để hồi hướng cho ông bà tổ tiên. Rồi thí dụ như mình làm chút công đức gì cái ngày chủ nhật cộng tu đó, thì cái việc làm này của quý vị lợi cho người còn sống, mà lợi luôn người đã chết. Còn nếu như ông bà cha mẹ mà được ở trong chùa, vì khi mất đi thì bắt đầu mất rồi được nhà chùa hộ niệm lo lắng đàng hoàng hết. Chúng ta nên in ra một cái di ảnh đem về nhà thờ hình. Còn thí dụ như cốt thì cũng cứ để chùa thờ đi, tại vì thờ cốt ở trong nhà không phải ai cũng thờ đâu. Đời mình lớn còn thờ, nhưng khi tới đời của con cháu mình chưa chắc nó thờ. Tại vì thờ cốt, thờ hình thì có thể thờ. Nên mình thờ tấm hình, thờ hình để làm gì? Để cho con cháu biết đây là ông bà cha mẹ tổ tiên có nguồn gốc, nó theo về mặt thế gian, theo về cái lề lớp của xã hội từng đời người đã thành ra như vậy rồi, chúng ta cũng làm nó có nghiêng về cái mặt đó để giống xã hội. Còn trong chùa thì cứ thờ trong chùa bình thường, để cốt trong chùa bình thường. Còn thí dụ như ông bà già này mà chưa siêu thoát, muốn ở chùa thì ở chùa, mà muốn về nhà để dính mắt con cháu thì cái chuyện của họ ở nhà, về nhà dính mắt con cháu. Nhưng mà mình làm vậy thì về mặt thế gian thì nó cũng được, mà về mặt Phật pháp thì nó cũng rất là đặc biệt. Thì nhớ nha, nghĩa là cân bằng đó, cân bằng luôn. Còn nếu như ông bà cha mẹ mà ở trong chùa, mà mình để trong chùa luôn, nhà không có thờ gì hết luôn á, có khi thì cái đời sau này con cháu á, cái đời sau của con cháu mình nó không đi chùa, thì bắt đầu giống như cội nguồn, nguồn gốc từ từ nó lạc đi, nó lạc mất cái đạo làm người đó, hiểu không? Ví dụ như cái người tu thì cái đạo làm người, người ta sẽ hiểu sâu sắc rồi, thêm cái nữa là người ta sẽ quyết tâm, người ta tu, người ta cầu giải thoát rồi. Còn cái người mà nó đã không tu rồi mà cái đạo làm người nó cũng không có luôn, nguồn gốc ông bà tổ tiên nó cũng không nghĩ đến luôn, vậy thì nó quá tệ, nó mất gốc rồi, nó tệ quá rồi. Còn thí dụ như mình chỉ nghiêng về cái nguồn gốc hình thức thế gian thôi, mà mình không đi vào sức thế gian, mình là một ông thầy mà không hướng về sức thế gian, mình chỉ nghiêng về mặt thế gian thôi, vậy thì Phật pháp nó chỉ dạy về thế gian, nó chỉ dạy về nhân sinh thôi, chứ nó không có đi vào giải thoát. Còn mình bây giờ mình làm sao mình dạy người ta phải khai quật cái tư tưởng là giải thoát, chứ không phải là từng đời gọi là cái việc làm đó là dân tộc như vậy là như vậy.
nó như vậy, nhưng cái mặt thế gian người ta ít tu, nó chỉ như vậy thôi. Còn cái mặt sức thế gian trong nhà Phật á, về mặt tâm linh á, nó càng sâu sắc hơn rất là nhiều. Mà mình phải giảng dạy làm sao về mặt tâm linh nó phải cực kỳ sâu sắc vô nữa, rồi về mặt thế gian nó cũng nghiêng được. Nên chúng ta nói rằng nếu như biết tu thì mặt thế gian, mặt sức thế gian người ta sẽ hiểu liền. Còn nếu như không biết tu, thà mình cũng dạy cho họ về mặt thế gian, cũng phải nhớ nguồn cội, mỗi năm tưởng nhớ, mà làm sao cúng chay là điều tốt nhất. Nên mỗi một con người chúng ta đi chùa quan trọng lắm quý vị. Nếu gặp một cái ngôi chùa mà có giảng dạy, chỉ dạy mình, thì cái việc mà mình sống mà mình làm việc làm sao mà nó lợi ích lớn vô cùng. Nên những đức nói rằng là thí dụ như thứ bảy chủ nhật ngày lễ quý vị mà được đi đến chùa, quý vị mà vì chùa vì tu học thì việc này nó hay quá. Về mặt tâm linh đó, nó nuôi dưỡng cái tâm quý vị. Nên những đức từng nói rằng nếu như mỗi địa phương mà có những ngôi chùa gì rồi này, thì quý vị biết rằng Phật pháp này nó đặc biệt gì đâu. Cơ hội cho Phật tử người ta được về chùa nghe đạo, biết tu. Cái đặc biệt nhất là nghe đạo áp dụng trong cuộc sống gần gũi nhất. Thí dụ những đức từng nghe có những người mà mình thấy họ rất nổi bật Phật á, về mặt tâm linh nó càng sâu sắc hơn rất là nhiều. Dạy mà mình phải giảng dạy làm sao về mặt tâm linh nó phải cực kỳ sâu sắc vô nữa. Của Phật rồi về mặt thế gian nó cũng nghiêng được, mình nghe rất là hay. Chúng ta nói rằng nếu mà khi nghe xong mình thì mặt thế gian đặt ra câu hỏi ta sẽ hiểu liền. Còn nếu như không hỏi tu thà mình cũng dạy cho họ toàn là nói chi lý thế gian, cũng nhưng mà họ không có đem cái triết lý của Phật giáo để áp dụng vào cái đời sống của con người. Họ có thể nói về Phật pháp là dạy giải thoát, nhưng mà phương pháp như thế nào để đi đến giải thoát thì họ lại không nói. Mà dù có họ có nói ra, nhưng họ không có thể nào dạy cho người ta áp dụng phương pháp đó mà đi được đến chỗ giải thoát. Khi nghe xong rồi mình nghe mình thấy lý luận rất là hay, nhưng mà nhận thức lại sâu sắc thì mình thấy rằng cái hay của họ nó lại không áp dụng vào cuộc sống đời thường. Vậy thì cái Phật giáo mà hướng dẫn như vậy thì những đức nói rằng quý vị có đi chùa nhiều chục năm đi chăng nữa, nhưng mà khi quý vị gặp sự cố thì quý vị không có cách nào giáo vào cái cuộc sống đời thường được. Thất bại, thất bại. Nhớ cái này là chắc chắn là mình thất bại rồi đó. Nên mỗi một con người chúng ta quý vị, mình nghe Phật pháp làm sao mà mình đem Phật pháp để mình áp dụng vào cái cuộc sống này nè. Nó áp dụng vào cuộc sống đối nhân xử thế mà mình lại ở nhà mà mình có thể tu được. Như cái thời khóa tu mà những đức chỉ vì đó, ở nhà quý vị áp dụng được rõ ràng luôn. Đi về chùa cũng tu được mà ở nhà quý vị cũng áp dụng tu được. Thí dụ như nếu mà gặp trong mùa dịch là quý vị ở nhà tu được liền. Nhưng nhiều người người ta nghe triết lý cao xa thì người ta khi gặp sự cố dịch bệnh là ta chịu thua, ta không có một phương pháp nào để áp dụng được hết trơn á. Đây là cái thất bại nè. Nên mỗi một con người mình đi đến chùa làm sao mà học được một phương pháp tu, đem một phương pháp tu mà áp dụng trong gia đình của mình. Vừa gia đình có ngôi tam bảo, vừa có phương pháp tu, và gia đình của mình đều có cái điệu hộ niệm. Tại vì người còn trẻ gia đình mình có khi cũng bất tử, thì chúng ta đều áp dụng cái điệu hộ niệm này như ở trong chùa, để hộ niệm giúp đỡ cho người thân. Có nghĩa là cái việc mình đi chùa là nó có lợi ích rõ ràng, là cái việc là áp dụng trong cuộc sống, áp dụng trong mặt cuộc đời đời thường, và mặt tâm linh và việc giải thoát nó đều có hết trơn. Từ nơi đó mà mình đi chùa như vậy thì nó mới có kết quả. Nên á, những đức vừa coi công đoạn mà cái gia đình này chắc rất là giàu. Ngày sinh nhật của cha, gia đình bỏ ra số tiền rất là lớn, hình như 20.000 đô để nguồn cội mỗi năm tưởng nhớ chiếc máy bay. Mà làm sao gia đình lên chiếc máy bay đó để bay vòng vòng Vịnh Hạ Long để tham quan cảnh vật đẹp, giúp cho cha được vui. Người con này cũng đặc biệt là hiếu thảo. Nhưng nó bay trên đó xong biết sao, máy bay nó nhủi đầu xuống, chết queo chưa. Thì cái thời gian mà trước vài phút thôi thì gia đình còn quay quần bên nhau vui vô cùng, thấy mình quá hạnh phúc. Gia đình có điều kiện, điều kiện mới làm được điều này quý vị. Rồi sinh nhật mà ngồi trên máy bay đồ, bay vòng vòng Vịnh Hạ Long đồ tham quan. Có ai ngờ được cái sự việc của họ nó xảy ra vậy đâu quý vị. Nên quý vị, mình nghe những sự việc này mình thấy rằng mình thường được đi đến chùa là nó hay. Nên chùa mình những đứa thấy rằng là áp dụng cái cách mà tất cả các chú
các cô, các thầy không đi đâu nữa là quá hay. Từ hôm nay mà lễ vía Quan Âm xong, lúc trước á, khi lễ vía Quan Âm xong thấy quý thầy quý chú cũng cực, cho quý thầy quý chú đi tắm biển được, cho vui vui, vui vui được chút xíu. Nhưng mà đi xong á, về một là mệt, hai là những đứa kia quay phim những đứa coi lại, thì những đứa thấy nó vô duyên quá. Tại vì sao vậy biết không? Cái đầu chọc lóc tự nhiên đi ra ngoài bãi biển đá banh, bao nhiêu người tạo nghiệp đó người ta nhìn thấy quý vị thì biết đó. Về Phật giáo mình bây giờ nhiều người nó đã làm nhiều cái nó đã không đúng, và công chúng xã hội nhiều người người ta đang phê bình mình nhiều lắm. Mà bây giờ mấy chú này ông cực lực, ông nhiệt liệt ngày lễ lọc, ông lo cho chùa cực khổ, mình thấy tội nghiệp quá, mình cho ông đi vòng đi ra biển đồ chơi một chút cũng gần đấy. Rồi bây giờ ra ngoài đó ông lấy tắm biển không, ông cầm theo chiếc banh, mấy anh em đá banh đồ chơi cho vui. Rồi khi kế kia kế có cái cáp treo, ông qua bên đó ông đi cáp treo. Thì vì biết rằng xong rồi thì mình về mình ngồi mình suy nghĩ là mình thấy chắc nhiều người cũng phỉ báng lắm, thấy đầu chọc lóc mà đi ra ngoài chuyện gì á, khi người ta đi ngang người ta chỉ trỏ, thấy không? Nhân Đức nghĩ kỹ là Nhân Đức nó thôi đi nhiêu đủ, từ hôm nay không cho đi đâu nữa, cứ ở trong chùa lễ lọc xong anh em ngồi làm miếng đồ ăn gì đó ngồi ăn, rồi uống nước ngồi chơi trong chùa, anh em ngồi quay quần bên nhau, có khi có một chút đạo lý mình nói nó còn ý nghĩa hơn, hoặc là đoạn phim quay lên cho cha mẹ người thân khắp nơi nơi được coi, vậy Nhân Đức thấy còn ý nghĩa. Còn các cô cũng vậy, cứ là một tháng được nghỉ làm thì có đoạn phim quay lên, rồi chị em bên mấy chùa bên đây tập trung lại ngồi chung, rồi Nhân Đức ngồi chung ăn uống nói chuyện cho vui, nhắc nhở việc tu, khỏi đi đâu hết. Nhân Đức thấy công nhận vậy hay, hay à, không đi đâu nữa chưa, nên tập cho người trong chùa mình quen luôn, ở trong chùa luôn không đi đâu chứ. Nên Nhân Đức nói quý vị, lễ lọc này kia đồ đó là cái điểm nóng mà cho người ta đi chưa. Nhưng bây giờ năm nay mà lễ mà nghỉ 5 ngày này là bắt đầu làm, bây giờ là nhiều người người ta đã chuẩn bị dữ lắm rồi nè, đặt phòng hoặc là xe cộ chuẩn bị rồi nè. Bây giờ là người ta đặt phòng rồi đó, dụ như Vũng Tàu đồ, Đà Lạt đồ, khu du lịch đồ là người ta đang đặt phòng hết rồi đó. Tại vì tới đó cái chừng nó không có phòng người ta đặt trước luôn, cho nên rồi người ta chuẩn bị cuộc chơi của người ta. Rồi tiền bạc, không có tiền cũng phải kiếm mượn tiền để đi chơi chuyến này. Nghỉ tới 5 ngày mà về quê bắt đầu là thôi nhậu nhẹt đồ ăn chơi dữ lắm. Tại ngày xưa Nhân Đức ngoài đời, Nhân Đức về quê Nhân Đức biết mà không có tu, ăn nhậu đồ dữ dằn lắm quý vị. Có khi mà nghỉ có 2 ngày thôi mà xài mấy tháng lương, chứ không chỉ nghỉ 5 ngày này chắc về chắc bơ phờ. Quý vị biết rằng đi chơi dữ lắm. Nên từ nơi đó mà khi mà chúng ta mà gặp cái duyên mà lúc mà lễ như vậy mà được nghỉ, mà gặp một cái ngôi chùa mà ta tổ chức, thí dụ như mà ngày mùng 10 tháng 3 mà ngày dỗ tổ Hùng Vương á, mà chúng ta mà tổ chức mà cái ngày dỗ tập thể cho ông bà tổ tiên mình ngày đó mình tu á nghe, mình tưởng nhớ đến tổ tiên mình tu, mình hồi hướng, rồi bắt đầu là mình á tưởng nhớ đến ông bà của mình luôn, mình hồi hướng luôn, thì quý vị coi cái ngày lễ mà mình làm được cái chương trình này thì nó quá đặc biệt. Nên những đức bị hợp với gì, những đức có thường khuyên mà bất cứ những đức mà làm cái chương trình gì nghe là những đức có thường níu hoài à, như buổi giảng nào những đức cũng níu chứ. Có những người nói trời ơi, dự định bận không có đi đó thầy, mà cứ ngày nào cũng nghe thầy giảng, viết tới ngày đó phải đi, không đi không được, tại thầy cứ níu cái lợi ích đó, níu cái lợi ích đó hoài từ đó mà suy nghĩ kỹ ra đi luôn. Thì quý vị biết rằng là rồi á, ngày dỗ tổ Hùng Vương bên đây nè, mình tổ chức chỉ có tu buổi sáng này thôi, tại chiều là thứ bảy lớp đạo làm con, tối đó là mình tổ chức cho các cháu sinh hoạt chúng cho các cháu đi, là buổi tối đêm dỗ tổ Hùng Vương đó là thứ bảy luôn, là bên đây là tổ chức khóa tu bên đây chắc cũng đông người về nè, rất đông người về ngày đó, tại mình nói là ngày dỗ tập thể cho ông bà cha mẹ của mình kết hợp với tổ tiên mình luôn, nó rất là ý nghĩa quý vị, ngày đó rất ý nghĩa. Mình niệm Phật, mình nghe Pháp, rồi mình lễ Phật 45 phút, rồi mình phóng sanh cho lớn nhiều chút cúng tế thực, để mình làm những cái việc mặt tâm linh này, mình gỡ hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình. Đây là cái việc làm mà con cháu làm được hay, mà mình được đi về chùa ngày lễ đó, mình được tu học, nó rất là hay. Rồi bắt đầu là
Bữa sau lại là chủ nhật thì cộng tu bên hộ pháp, mà nó nằm ngay 30/4 luôn, nằm ngay 30/4 luôn. Rồi thứ hai là nằm ngay 1/5 luôn, nên ta nghỉ bù thêm 2 ngày nữa là 5 ngày. Thì 2 ngày bên hộ pháp là ngày chủ nhật là chúng ta sẽ tổ chức 1 ngày. Đó là sáng 8:30 mình tu học, tu học xong mình nghỉ lại 1:30 tu học, chiều nghỉ là 2 thờ như vậy ngay chủ nhật. Vừa ngày đó mình vừa tu học về cái việc mà mình hồi hướng để cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ 30/4. Rồi 1/5 cũng vậy, nhưng mà nói vậy chứ cầu siêu cho tất cả những người chết chưa siêu thoát luôn, và trong đó có cầu an luôn. Thì bữa sau là ngày 1/5 cũng là lễ chính được nghỉ luôn, thì chúng ta cũng tổ chức cái khóa tu cũng như cái ngày chủ nhật luôn. 2 ngày như vậy là chúng ta chương trình mà khóa tu của chúng ta là thấy được 3 bữa liên tục để mà giữ khóa tu dịp lễ vậy. Nên những đức cũng nhiệt liệt hết mình khi mà những cái chương trình lễ đều được nghỉ, những đức sẽ tổ chức khóa tu cho quý vị được cơ hội về chùa. Người ta có cơ hội, người ta được đi về chùa để người ta tu học. Thật sự mà nói, trong cái cuộc đời của người mình, quý vị, cái cuộc sống ở cái cõi này nó vô thường lắm. Cũng như cái gia đình đó, thấy không, chắc người ta giàu lắm người ta mới làm được gì chứ đâu có dở. Sinh nhật cha mà người ta có thể bỏ cái số tiền rất lớn người ta làm được chuyện đó. Là cái tâm người làm con này khi người ta nghĩ cái gì nè, cha mẹ khổ quá, lúc nghèo khổ quá, bây giờ gia đình có điều kiện khá giả, làm cái gì đó cho cha mẹ của mình, để cho cha mẹ của mình đỡ khổ một chút. Nghĩ như vậy đó mà người ta cố gắng, người ta bỏ cái số tiền người ta làm cho cha mẹ vui. Với việc thì việc này người làm con cũng hiếu chứ, nhưng mà ai mà ngờ được nó cộng nghiệp cái lạ kỳ như vậy. Nó cộng nghiệp, quý vị thấy không? Nên cái cõi này quý vị thấy nó vô thường chưa? Nên những đức thường nói rằng cái tu và cái làm thiện làm tốt, chúng ta có cơ hội là chúng ta làm đi, đừng có chờ đợi. Vì chờ đợi vô thường bất tử, có khi mình còn sống để làm hay không chưa chắc á. Nên mỗi một con người chúng ta nên trân quý cái những nhân duyên mà còn sống gì mà mình tu nè. Như lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày mình vừa tổ chức xong, thấy không? Thời tiết lúc này nóng, bữa nay nó càng nóng hơn nè. Bắt đầu là bây giờ nó chuẩn bị mưa nè. Bắt đầu là thời tiết nó hầm hì. Quý vị thấy không? Nên từ nơi đó mà lễ Quan Âm 3 ngày nó nói cũng đuối lắm chứ không giận đâu. Nhưng mà mình làm xong được rồi mình thấy mừng vô cùng. Vì cái việc làm của mình nó lợi ích cho người ta. Mà cái chuyến này lễ viếng Quan Âm Bồ Tát mà ngay chủ nhật đông quá trời đông luôn. Cái nhất là bên hộ pháp mình quá đông luôn quý vị. Thì người ta về mình coi lại, người ta lễ lại, người ta tu học, mình thấy mình mừng. Dù mình bản thân mình cực, mình bỏ ra một chút, nhưng mà mình mừng khi mà người ta tu được. Thật sự mà nói, tại sao mà trong chùa mà mỗi ngày mình vui nhiều quá? Tại vì mình cứ nghĩ rằng những việc mình làm nó ý nghĩa. Nên những đứa cứ thường ngồi với các huynh đệ anh em là những đứa cứ nói cái ý nghĩa của cuộc đời mình à. Ý nghĩa để cho mấy anh em nó gầy dựng một cái tâm lực, nguyện lực để cho nó mạnh, để nó phát tâm, nó làm, nó tu. Bây giờ nguyên một vàng xuất gia mới đây gần 30 người. Quý vị biết rằng 30 người này nếu mình rèn luyện cả những ông tăng này về sao? Mà toàn là những ông tăng nuôi người già thôi. Trời ơi, thì mấy bà cụ già này nhờ biết nhiều nói à. Nó thành hình một tư tưởng toàn là những ông tăng nuôi người già không. Mà những đức nói rằng chùa của mình đó nghe, cái sự hộ trì của những đức trên là hòa thượng xây chùa, những đức hộ trì cho mấy anh em này là, những đức nói là mấy anh em này đi tu là có phước lắm. Những đức nói là có phước dữ lắm á. Quý vị coi, đi vô chùa tuy những đức cũng mới tu đây thôi, nhưng mà những đức dạy rất là kỹ luôn, dạy tỉ mỉ, dạy rất là kỹ luôn. Những đức nói thiệt đó, những đức không có nói gì cái chuyện giới lực gì cao xa quá đâu, nhưng mà những đức đi xác thực vào cái cuộc đời của mấy anh em trong con đường tu luôn. Và thêm một cái là một phương pháp tu, rồi một tư tưởng để mà mình sống, mình tu, mình cho có ý nghĩa. Chứ những đức nói có nhiều người mà ta đi vô chùa thật sự mà nói khổ thê thảm gì đâu. Đi vô chùa cái lôi đầu cạo, cạo xong rồi cứ làm. Có khi ở trong chùa mà không biết một cái gì hết trơn á. Khi ngồi nói chuyện với họ, họ không hiểu cái gì là con đường tu hết chứ quý vị. Còn mình là mình nói rõ ràng về cái việc sống tu hành được xuất gia, làm cái gì ý nghĩa trong cuộc đời, cho mấy chú chùa mình không hiểu hết trơn à. Để sau này ông trở thành những người tăng mà xác thực trong cái cuộc đời này để hành đạo. Mà nhất là mỗi điểm đậu tràng bây giờ mấy ông nuôi người già,
Bây giờ cha mẹ cho cái thân này, mà bây giờ đem cái thân này nuôi người già, giúp người, có phương pháp tu, rồi tập giảng pháp, sau này biết giảng pháp, niệm Phật, hướng người tu. Ờ, cái việc làm này thôi nó quá ý nghĩa. Mà đặc biệt là rèn mấy ông này nè, rèn mấy ông này là trong chùa tuyệt đối mấy ông này không có tiền, không có tiền. Mình lo cho mấy ông hết, nhưng tuyệt đối không có tiền bỏ trong túi. Thì mấy ông tăng này sau này mới đạt. Không có tiền, chừng 5 năm, 10 năm thôi là ông quen à. Bắt đầu là ông quen cái chuyện mà ông nhìn ra được không có tiền trong túi nó khỏe quá. Rồi ai mà cúng dường tiền đều kêu nó bỏ thùng tam bảo không à. Mấy ông quen luôn à. Là sau này là mấy ông sẽ hiểu được, ô thì ra mình mà làm được vậy là cái đạo đức mình nó lớn dữ lắm. Nhiều người ta kính trọng mình, lạ thay người ta cúng dường cho mình nhận. Nhưng mà nếu mà còn trẻ mới tu mà mình, người ta cúng nhận, người ta lại không nhìn mình sâu sắc. Nhưng mà người ta cúng mà kêu người ta bỏ thùng tam bảo đi, thầy tôi lo hết rồi, thì tự nhiên người ta lại nhìn nhận và ấn tượng chú này lúc còn mới xuất gia, còn trẻ luôn. Ấn tượng cho tới sau này người ta sẽ đặt câu hỏi, người này là người có tu hành. Về sao mà cái hành đạo của cái chú này nó sẽ rất đặc biệt. Nên sự hộ trì những đức là hộ trì cho các thầy, các chú trong chùa mình là gì? Không có nhận tiền cúng dường của ai hết. Mà mình ở đây là tam bảo lo hết cho các chú, các thầy này, để duy trì được cái đạo tâm mấy ổng để tu hành. Đây là cái việc đặc biệt nhất mà quý Phật tử khắp nơi nơi mà nghe những đức nói thường xuyên những điều này. Mình phải biết hộ trì quý thầy. Mình phải biết hộ trì quý thầy. Những đức nói rằng với quý thầy, quý chú trong chùa mình, những đức nói, nếu như mà mấy ông mà cứ duy trì con đường này nghe, mấy ông đi đâu cũng không mai một chứ. Tại một là gì? Không tham tiền. Hai là gì? Lo tu hành. Hai điểm này mấy ông đi đến chùa nào người ta cũng cần có người đệ tử này chứ. 100% luôn. Khi đi đến nơi nào đó, ở chùa người ta đừng có đụng tới tiền bạc. Quý vị nhớ nè, hai người ở trong chùa, một người chủ trì, một người phó chủ trì, thì hai người này phải có một người buông, hiểu chưa? Và có một người giữ. Một người giữ thì người kia buông. Nếu hai người giữ là đụng. Nên khi đi đến đâu mà ở chùa người ta, mà nào là thu thập Phật tử nhanh, hai là gom góp tiền bạc, hai điểm này là mình sẽ không bao giờ tồn tại ở chùa đó. Chắc chắn không bao giờ tồn tại ở chùa đó đâu. Nên hiểu được nguyên lý này rồi, những đức dạy cho các thầy các chú trong chùa mình là cứ duy trì vậy mình mới tồn tại. Còn nếu không, đụng tiền là chụp, đụng tiền là chết, là thua liền. Nên luyện cho mấy ổng là tiếc đói khi người ta cúng dường không được nhận. Hãy rèn luyện như vậy đó, không có tiền trong túi gì hết, phục vụ nhiệt tình, mà lại không bao giờ cái việc mà đòi hỏi người ta cho một cái gì chứ, không cầu điều đó. Lâu ngày phước duyên của mấy chú này mới dày được. Nên bây giờ mà cái đợt này mà xuất gia gần 30 người, những đức mong rằng 30 người này nó có kết quả. Chứ không phải như mà gọi là ngày xưa mà cái thời những đức xuất gia quá trời đông, mà cuối cùng thì cái lượng người mà để tồn tại quá ít. Nó cực kỳ ít luôn quý vị à. Có nghĩa là xuất gia xong rồi không có gần gũi dạy, không có nhắc nhở, không có gầy dựng. Thí dụ như một cái cây non đi, bị uống nó thì sao thì nó theo hình vậy à. Còn nếu như cây non mà mình bỏ đại bỏ càng, nó muốn đi đầu này đầu nó đi, nó muốn nghiêng đầu nào nó nghiêng, thì nó nghiêng tầm bậy tầm bạ sao này tiêu rồi. Nên cái duyên người ta xa cha xa mẹ người ta, mà người ta được xuất gia mình hết lòng hết dạ, hết lòng hết dạ mình chỉ dạy người ta. Nếu mà người ta không nghe lời thì mình cũng cảm thấy lương tâm mình nó đã hết lòng với người ta rồi, mình chỉ dạy hết mình rồi. Nên từ nơi đó mà Phật tử đi về chùa mình á, mình hộ trì cái ngôi tam bảo đây là mình phải hiểu, để cho những người xuất gia này ở trong chùa sau này họ làm những việc ý nghĩa trong cái cuộc đời quý vị. Họ là những con người mà đạo tràng nào họ đến họ đều quản lý được hết. Những đức muốn rèn cho họ là phải quản lý được đạo tràng và phải có tâm niệm nuôi người già, tuyệt đối họ không có đi đâu. Còn những Phật sự ai làm đi, chúng ta làm Phật sự tại chùa. Những đức nói cái Phật sự mà những đức làm quý vị thấy không, đi đâu người ta đi còn không bằng những đức. Quý vị coi phải không? Ở tại chùa mà người ta về, trời ơi, chủ nhật lễ lộc gì đâu mà đông quá trời đông, càng ngày càng đông, phải không? Mà nó luyện mình với cái tuổi mình gì, nó không có ham đi chơi nghe.
nó phật sự vậy cho thành đi chơi đó, nó ham đi đó, đi với quen chân à, đi đầu này đi đầu kia đi giết thành bệnh luôn vậy đó. Nhưng mà ở một nơi gì hoài nè, nó mới luyện được mình nè, ở hoài một chỗ nó mới rèn luyện được. Nên mấy thầy mấy chú chùa mình là bây giờ là phải nhốt trong chùa luôn, hỏi được đi đâu luôn à. Sau này mấy ông này mới có kết quả, có giỡn đâu. 5 năm 10 năm sau là đặc biệt. Bây giờ có 18, 19, 20 tuổi phải không? 10 năm sau chừng 30 tuổi à. Còn 30 tuổi thì 10 năm sau 40 tuổi là chuẩn dữ lắm. Rèn luyện kiểu này là chuẩn lắm quý vị. Còn ông nào chịu không nổi rớt. Nhưng mà cứ rèn tư tưởng, rèn chứ tư tưởng hoài là thấy thành hình là ngon à. Nó cả cư sĩ mà ta vô chùa mình ta tu thôi. Giờ ví dụ như ngôi chùa này nè, ngôi chùa này sau này đông lắm nè, quý vị chờ xem, rất là đông ngôi chùa này. Bây giờ mà số lượng người ở đây bây giờ nó đông bằng bên Hộ Pháp, bằng bên Hộ Pháp luôn đó. Cái điểm chùa này ở rất là đông. Với thêm cái là gì biết không? Nhà cửa hòa thượng cắt ở đây, toàn bộ phòng trong đó có nhà vệ sinh hết. Vì công nhận rằng mình ở một cái phòng mà có nhà vệ sinh nó tiện hơn chứ. Nó tiện hơn bằng đêm mà mình đi xa xa. Khi khỏe còn đi được chứ già cả mà đi xa xa cũng ngán. Nói không? Mà đi nó cũng ngán lắm. Nên trong phòng mà có nhà vệ sinh thì ngon. Nên cái người già mà là người ta sẽ về đây ở đông. Tại vì bên Hộ Pháp cũng đầy. Còn bên đây nè, hai cái dãy nhà này sắp sửa xong rồi nè. Bắt đầu là người già bây giờ khắp nơi nơi về vừa. Về bắt đầu là chen lắng mà ở trước. Đến chi nhà vừa xong ta sắp lên liền, hiểu không? Đó có nghĩa là già khắp nơi nơi tính đi. Nhưng Đức nói thật sự với vị. Có nhiều người nói một câu này nè: ông thầy Đức ơi, bây giờ ông nuôi người già, ông khuyên người già về chùa niệm Phật, rồi con cái họ không nuôi họ, họ đẩy hết cho mình, vậy thì ông tạo phước mà họ tạo tội. Nhưng Đức nói không cần tính xa chứ cho nó mệt. Thằng nào khôn thì tạo phước, thằng nào ngu tạo tội. Hiểu chưa? Nghĩ chi cho nó xa giờ mà công mệt thêm. Đến cái cuộc đời này, thằng nào nhanh tay thì có, thằng nào chậm tay thì không có thôi. Thấy không? Ai mượn mày chậm tay thì chi? Việc mà bộ bói tu phước tu duyên mà mày không chịu nhanh tay mày làm thì tao nhanh tay tao chết. Hiểu không? Chứ suy nghĩ chi cho nó mệt cái chuyện đó quá. Đúng không quý vị? Đến cuộc đời có mấy chục năm ngắn ngủi thì nhanh tay lên mà tu phước tu duyên. Cuộc đời của người mới đây 42 tuổi rồi, không biết nay mai gì chết. Làm đi. Chứ nói chi cái chuyện đó cho nó mệt thêm. Bây giờ họ không muốn nuôi là không muốn nuôi, họ muốn nuôi là muốn nuôi. Còn cha mẹ muốn vô chùa là vô chùa, còn không muốn vô chùa có ép cũng được. Nên mình chỉ nêu lên, duyên người ta đâu người ta sẽ đi đến nơi đó. Nên bây giờ mình nuôi các cụ thì mình cứ nuôi các cụ đi, chứ mình đừng có nói rằng bây giờ nuôi các cụ rồi con cái người ta không nuôi, người ta đẩy cho mình. Đẩy cho mình mà có chỗ mình cũng nuôi nữa. Tại mình cứ làm đi. Thật sự mà nói, những người già này được ở trong ngôi nhà Tam Bảo đặc biệt hết. Dù cỡ nào một đời người vẫn đặc biệt, là khi mất đi được hộ niệm, được đưa tiễn đi trong cái câu Phật hiệu này cũng quá hay rồi. Mình mừng cho một con người khi đến cuộc đời này mà được như vậy nha. Nên mấy cái bà trưởng đoàn, bà cố gắng mấy bà dẫn người ta đi tu đi, là sau này tôi đưa mấy bà đi. Đúng không? À, nên là từ nơi đó mà vậy, nó quá đặc biệt. Mình thường dẫn ta đi tu mà những Đức nói nghe, người ta vừa phát đoàn lên ta dẫn á 500 người, có khi cũng không bằng cái vị dẫn 50. Tại 50 người quý vị là 50 người cốt lõi không, dữ quá. Còn 500 người kia là 50 người si cù que, nó lọc qua nó lượt lại, nó không biết còn 50 người hay 100 người không. Hiểu không? Đừng có nói chuyện dở. Nên quý vị biết rằng mình bao xe cho người ta đi thì người ta đi dữ lắm. Chứ ngoài ra lọc tới lọc lui mà về nhà mà tu mà áp dụng có khi còn không bằng 50 người đi dẫn á. Nên quý vị dẫn 50 người, 100 người mà là quý vị là cao thủ, dẫn toàn là dẫn chiến binh không à. Chứ không phải dẫn lính lát. Chiến binh không à, lỡ nó tu hành mà.
lỡ nghe đạo tu hành niệm Phật đủ làm gì nhà tu luôn. Quý vị mà dẫn được cái dạng đó rồi là quý vị là cao thủ rồi đó. Cố gắng duy trì phương hướng gì cho nó chuẩn. Nên mình á, đi theo trưởng đoàn mình đi tu. Những cái người á, mà đi tu này mình phải thông minh nghe quý vị. Thí dụ như bây giờ là cái người trưởng đoàn họ dẫn mình đi tu, cái đương thờ họ đang tu, lỡ một ngày nào không tu họ chở quẻ tào lao thì kệ họ nghe, chứ đừng có lao tới họ nghe chợ. Đừng nói đây là trưởng đoàn, đây là trưởng đoàn, họ đi đâu tôi đi theo đó, tầm bậy. Cả ông thầy này nè, ông hướng dẫn gì nè mà một ngày nào ông si cầu que xà bát á, kệ ổng, đừng lao theo tầm bậy nghe chợ. Những gì ổng hướng mình niệm Phật tu hành cầu giải thoát thì học. Còn nếu mà ổng mà bỏ tu này kia kệ ổng nghe, mà đừng có bỏ nghe. Tại vì mỗi người nó có một cái nghiệp khác nhau. Nên á, trưởng đoàn người ta dẫn mình đi, mình quý, mình trọng người ta. Nhưng mà khi người ta bỏ tu, người ta không tu nữa mà ta đổi phương pháp tùm lum, là mình có học theo, mình có đi theo. Mình phải duy trì cái huệ mạng của mình, chứ đừng có dị cái tình đó mà mình đi theo mình mắc huệ mạng uổng. Đây là những đức dẫn rất là kỹ. Nên mỗi một con người mình gặp Phật Pháp là quý lắm. Nhưng nó cần nuôi dưỡng cái tâm, quý vị. Nó cần nuôi dưỡng cái tâm của mình. Hoài vậy đó, nó không có bỏ được. Nên mỗi ngày cần nghe hai bài giảng để nuôi dưỡng cái tâm, nó mới niệm Phật được nghe. Chứ đừng có nói mà mình bỏ phế là từ từ nó lạc. Mà nó lạc rồi mà mình muốn nó quay lại khó lắm. Nó lạc rồi mà muốn quay lại khó lắm. Chùa của mình ngày nào những đức cũng cho nghe hai buổi giảng. Tuy những đức ở bên kia mà bên đây sáng là một buổi giảng, chiều một buổi giảng, hai bài giảng đều rang luôn. Nhờ vậy đó mà anh em như những quan độ này kia nhiệt liệt thành một hướng, bên kia mấy thầy cùng hướng. Nên chùa mình nó thành chuyên tu đó quý vị. Chứ nếu như mà không có hai buổi giảng đó thì nó lạc á. Nên hồi tối những đức ngồi nói chuyện với mấy anh em, những đức nói một câu: Mấy ông mới vô đây tuyệt đối nghe, con đường này những đức đi thấy rõ ràng rồi đó. Không có đem sách vở gì ra đọc, nhưng trong vòng 5 năm 10 năm không có đọc cái gì chứ. Niệm Phật không đi, rồi 5 năm 10 năm sau rồi sẽ biết. Trời ơi, cái gì mình nhìn qua, thấy qua, coi qua đều là Phật Pháp hết trơn. Thiện ác gì cũng là Phật Pháp chứ. Chỉ cần 5 năm 10 năm chuyên nhất niệm Phật đi, rồi tự nhìn qua thiện hay ác gì cũng là Phật Pháp chứ. Coi thiền, nhà thiền, coi cái gì cũng thành cái lợi ích lớn hết chứ. Ngộ vậy đó. Mà phải 5 năm 10 năm chuyên nhất niệm Phật thì tự nhiên tâm mình nó định, sanh trí tuệ. Lúc đó coi cái gì nó cũng hay, mà thật sự cũng không muốn coi nữa. Tại vì một câu Phật hiệu này mình muốn về cực lạc mà. Câu Phật hiệu là đủ rồi. Nó gây dựng vậy, quý vị biết rằng là cách nay mà khoảng 5 năm về trước, quý vị, mà quý vị nhớ nhà Đức nghĩ in sách không? 5 năm, hơn 5 năm về nghĩ in sách. Lý do tại sao nghĩ in sách biết không? Những Đức nghĩ về cái ngôi chùa mình lớn thế kia. Những Đức thấy có một ngôi chùa in sách vở quá nhiều. Những Đức thấy in quá nhiều, những Đức thấy thôi được rồi. In quá nhiều để ngôi chùa đó in đi. Mà ngôi chùa đó với mình nó cũng cùng nguồn gốc. Họ in quá nhiều, những Đức nói thôi được rồi, ngưng in nè. Lý do là người trong chùa của mình sẽ gọt hết sách vở. Để làm chi? Thành chuyên niệm Phật. Tại còn in thì chùa sẽ còn người đọc. In không in nữa, cắt gọt hết rồi chùa không còn gì nữa hết chứ, lấy gì đọc? Không còn cái gì để đọc nữa hết chứ. Vậy thì chùa sẽ chuyên niệm Phật. Thì từ đó mà tới bây giờ chùa mình nó phát lên luôn. Chùa mình tự nhiên ổn định hoàn toàn, rất dễ quản lý. Vì sao quý vị? Họ không nghe, không thấy, không biết thêm gì nữa chứ. Họ chỉ biết niệm Phật không à. Tâm con người họ càng ngày càng giảm đi cái tạp. Mà giảm cái tạp thì dễ quản lý, mà tạp nhiều thì khó quản lý. Quý vị mà để ý đi, trong ngôi chùa mà dụ như hàng đệ tử mà nó học nhiều, biết nhiều, nghe nhiều thì quản lý nó cực kỳ khó khăn luôn. Vì quản lý cái người mà không biết nhiều quản lý rất dễ, chỉ sao theo vậy mà được kết quả rất là lớn. Nhưng mà cái người mà biết thì nói đầu này đi đầu kia, nói đầu kia đi đầu nọ, cứ cho mình là biết không à. Nên không có theo quy tắc, nên người ta rất khó quản lý. Chùa nó không thịnh là ngay cái chỗ là nó nhiều tư tưởng, nhiều phương hướng quá. Còn chùa mình bây giờ cắt gọt hết trơn rồi, chỉ có niệm Phật không à. Trên ông thầy cũng vậy, mà dưới đệ tử cũng vậy, mấy bà già cũng vậy, Phật tử gì chùa cũng vậy. Nó có một phương hướng rõ ràng, nên chùa này thịnh.
mà có phương pháp dạy tu nữa chứ. Đó, nên mỗi một con người mình mà nhận thức được gì đó quý vị thì tuyệt vời lắm. Nó nên đi về đây nè, mình nghe gì để mình bồi dưỡng hoài. Nên mỗi một người mà ta nghe qua cái bài chia sẻ mà thời cúng ông bà cha mẹ ở nhà tốt hay ở chùa tốt này, thì mỗi một con người chúng ta phải làm sao duyên được đến Phật pháp mới là hay. Nhớ nghe, duyên được đến Phật pháp mới là hay. Mình là con cháu, mình biết một ngôi chùa này có nuôi người già, mình nên dẫn cha mẹ ông bà mình đi đến đây cộng tu. Mình dẫn đến từ từ mình dẫn. Nếu ông bà cha mẹ mình không thích luôn thì trách nhiệm của con cháu của mình đã làm hết vai trò của mình rồi, đã gieo duyên rồi. Còn mình dẫn đến mà ông bà cha mẹ mình thích thì mình dẫn đến tiếp tục từ từ cứ kết cái duyên đó từ từ. Nếu như ông bà cha mẹ mình mà thích được ở trong chùa, mình nhất định sẽ tạo điều kiện cho ông bà cha mẹ mình đi đến chùa. Nếu như cái việc này mà quý vị làm được thì nó tuyệt lắm. Mà Đại sư Liên Trì ngài nói báo hiếu này mới là gọi là tặng hiếu nè. Báo hiếu mà giúp cho cha mẹ biết niệm Phật tu để cầu giải thoát, đây mới là báo tặng hiếu nè. Còn nếu như mà cái chuyện hiếu thế gian, cái chuyện hiếu thế gian thôi thì quý vị biết rằng là này chưa tặng hiếu đâu quý vị. Chưa tặng hiếu. Hiếu xuất thế gian nó mới tặng hiếu. Nên mỗi người mình làm con nên dẫn dắt ông bà cha mẹ của mình đi đến chùa, tập đi đến chùa, nhất là chùa niệm Phật. Tại vì pháp niệm Phật này nó giúp cho cái người già người ta tu được. Tất cả người ta đều có thể tu được. Cái pháp niệm Phật này nó rất là tiện. Mà cả con nít con cháu của mình cũng vậy, tập cho con cháu mình từ khi còn nhỏ, con trai con gái tập được đi đến chùa. Vậy đó quý vị. Nhưng mà cái sức ảnh hưởng của nó rất là lớn khi nó được đi đến chùa. Tại vì sao? Nó được rèn luyện, nó nghe giáo dục quý vị. Cái đứa này lớn lên nó có tệ đâu. Chắc chắn cái đứa nhỏ này lớn lên có tệ. Không thể nào mà nó lớn lên mà nó tệ bất hiếu với cha mẹ quá đáng được đâu. Tại dù cỡ nào nó cũng nghe được Phật pháp quý vị. Cho nên mà những câu chuyện mà nói mà cái đứa con mà nói mà nó chơi game giết, mà nó ghiền game giết, mà nó hút chích gì đó mà nó chặt đầu mẹ nó, thấy ghê không? Nên cái chuyện nghe con nít này nghe, bây giờ mà nói mà cái chuyện mà game này đúng là ghê thiệt. Những đứa coi này coi kia mà lâu lâu game nó nhảy vô nó quảng cáo quý vị. Mình là người lớn mà thấy mà mắc cười ghê. Nó cầm cái kiếm mà nó lấy cái tay nó gì kịch vẽ cái cầm cái dao nó giết nó giết cái được điểm, giết cái được vài điểm vậy đó. Nó ăn quý vị. Tự nhiên nít bởi vì nó ghiền là phải rồi. Thì nó nhìn cái cảnh mà cầm dao quý vị, chép mà nó bấm nó chơi á. Đúng là nó gieo vô chủng tử này quý vị. Gieo vô giết á. Thì bắt đầu nó thấy bình thường, cứ giết bình thường thôi. Vậy mà cuối cùng cầm dao chặt đầu mẹ nó. Thấy không? À, bởi vì con nít này mà quý vị biết rằng ghiền game là cái như thua. Bây giờ con cháu ai mà ghiền game là quý vị nhìn ra liền. Đứa này là chắc chắn quý vị luôn. Học sẽ không bao giờ đặc biệt được. Nó nên từ khi còn nhỏ rèn chỗ này là để ý lại một chút xíu. Để mà sắp xếp cho con cháu của mình nó đặc biệt. Nó nên mình đi đến chùa mình nghe gì là mình mới thấy cái tác hại của cái việc mà mình lo đi kiếm tiền mà mình đưa điện thoại cho con mình. Hoặc mình lo làm cái gì nè, con điện thoại này mày bấm đi mày đừng có quậy nữa nghe. Tuy nó được một chút chuyện đó nhưng mà cái tác hại này lớn quá nè. Cái tác hại này rất là lớn nè quý vị. Nếu như quý vị mà nhìn nhận được chỗ này, quý vị nên khuôn lại một chút đi. Thà mình kiếm tiền ít một chút mà mình dành cái thời gian cho gia đình mình được một chút nữa đi. Như vậy thì về sau nó đỡ tối đa về cái tác dụng phụ. Mà trong cái thời cuộc này những đức nói thiệt chứ, mình mà sanh con nhiều thì khổ nhiều. Tại vì sao quý vị biết không? Nó bước ra trường học, nó bước ra xã hội, mình quản không nổi nữa. Quản không nổi nữa. Có nghĩa là về cái mặt cha mẹ bây giờ là chúng ta chịu thua vì cái chuyện dạy con cháu. Khó lắm quý vị. Có nghĩa là bây giờ mà trường học cũng chịu thua, mà những đức cũng cầm chừng chân. Vì biết á, nó đi về chùa được thì nó lợi ích được cái kết duyên. Nhưng mà nó bước ra ngoài thì nó theo cái cuộc sống xã hội của nó chơi, nó thích quá. Hiểu không? Là mình kết được cái duyên này cho nó một chút mà. Chứ họ không dám nói rằng dạy được nó đâu quý vị à. Tại nó ở chùa thời gian ít, ở ngoài thời gian nhiều.
Nhưng mà nếu mình không kết duyên với nó trong chùa thì cái chủng tử này nó không có. Mình cố gắng mình làm cái này. Nên năm nay chắc là mùa hè chắc đông, đông các cháu vô đây ở lắm. Thì thôi kệ nó đi, nó ở luôn được mấy tháng hè là cũng mấy ông thầy này cũng tả tơi với nó. Chứ không giỡn đâu quý vị, trời ơi. Nhiều người làm cha làm mẹ thì thật sự mà nói cũng mừng. Mấy tháng hè này nó mà ở nhà là tao cũng lên bờ xuống ruộng với nó. Nó ở nhà thì rồi quý vị sẽ biết nó à. Đâu tự nhiên có ngôi chùa mấy ông thầy này cũng làm chuyện, làm chuyện cũng được ghê. Thấy chưa? Nói còn mình thì mình nghĩ gì? Chủng tử của một con người, nghĩ vậy thôi. Đâu mà nghĩ con cháu ai gì, mặc kệ họ. Mà là chủng tử của một con người, gây dựng chủng tử Phật Pháp cho một con người thôi. Nghĩ vậy thôi quý vị. Nên anh Nam mà được ở bên đây, mà nhất là mấy thằng trai bên đây, là mấy chú bên đây là cũng quản lý cũng te tui với tụi nó. Thôi kệ, đã vô đây rồi là ngày bốn thờ, cách này cách kia cách nọ ngày phải bốn thờ, hiểu không? Nên mỗi một người chúng ta về đây mà nghe gì rồi, quý vị cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, trong cảnh duyên nào cũng niệm Phật, sống vui vẻ, đừng có buồn giận ai để trong tâm. Nhớ nhắc hoài, đừng có buồn giận ai để trong tâm, thì con người này sẽ an lạc vui vẻ, người ta nhìn mình là ta muốn tu. Từ hôm nay chúng ta nghe đạo rồi, nhất định sống vui, không bao giờ buồn giận ai để trong tâm, lúc nào cũng hoan hỷ an lạc. Ai về đầu vào chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Chùa chúng ta đây mỗi tuần thứ bảy chúng ta tổ chức cộng tu, chư tăng ni Phật tử cũng về đây rất là đông. Chúng ta về đây vừa được niệm Phật, nghe pháp lễ Phật, phóng sanh và cúng đĩa thực. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc, điều phát của đề tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này. Và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này, và thần thức được tỉnh táo sáng suốt, biết nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự không. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai công thành Phật đạo. Như đặng ngộ tình chung ngà kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết ngộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, thập phương nhất thiết cô hồn không. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà bà việt nhật ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà nhật ra hồng, bà bà việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát,
Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tất cả chúng ta đến với cái cuộc đời này, mình nghe được Phật pháp, mình biết tất cả những chúng sanh này do từ tạo nghiệp mà bây giờ làm loài súc sanh. Như bản thân mình đời này được thân người, nếu mà mình không biết tu nhân tích đức, mình tạo nghiệp chướng, thì khi mình chết đi, có khi mình cũng làm súc sanh như vậy. Tất cả những con chim này mà được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và ở trong ngôi Tam Bảo được thả ra đây, cũng là do cái nhân duyên cũng đã từng có tu hành, mà tu cũng có cái sự sai quấy thì sao đó, mà đời này mà làm súc sanh. Từ nơi đó mà bây giờ được cái duyên đời này được trong ngôi Tam Bảo mà lại làm thân súc sanh. Chúng ta cũng ở trong ngôi Tam Bảo mà được thân người này, nên mỗi người có thân người này cố gắng mình biết Phật pháp, rồi bây giờ mình phát tâm ăn chay trường và biết phóng sanh để tu nhân tích đức, để mà khi chúng ta bỏ thân này đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và tất cả những con chim này khi được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nên ở gần bước ngôi Tam Bảo, nghe danh hiệu Phật, khi bỏ thân này đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.